Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đang theo dõi tình huống bắt Lê Thanh Hải. Kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 khóa 14 kết thúc, tân Thủ tướng đệ trình danh sách nội các mới cho Quốc hội phê duyệt là mọi chuyện xong xuôi. Khi đó sẽ rảnh tay chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu vào công việc lớn. Công tác đốt lò là công việc quan trọng nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng, khi mà ông chưa thể đốt hết những thanh củi cần thiết ở nhiệm kỳ thứ hai. Qua đến nhiệm kỳ thứ ba, hứa hẹn lò ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đốt thêm nhiều thanh củi gọc hơn nữa. Cuộc chiến cung đình sẽ chưa kết thúc nếu ông Nguyễn Tấn Dũng còn nhởn nhơ. Đến khi mất quyền lực đã 5 năm rồi mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn thọc tay vào cung đình, điều khiển những con cờ mới. Điều này đã gây cho Nguyễn Phú Trọng không biết bao nhiêu sự bực dọc. Được biết, từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng chứng kiến ngày lột chức bà Ngân là mất đến 8 năm ròng rã. Một nước cờ ông Nguyễn Tấn Dũng đi mà giờ ông Nguyễn Phú Trọng mới phá nổi. Điều đó đã nhắc nhở ông Trọng rằng nếu không loại bỏ Nguyễn Thành Nghị thì trước sau gì ông Nghị cũng lên nắm quyền lực ở vị thế là một trong những nhân vật thuộc tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, đối tượng mà Nguyễn Phú Trọng đang nhắm đến. Tình hình chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam những ngày này hậu phân chia quyền lực rất sôi động. Đấu trường thế nào cũng sẽ hồi phục với những bước tiếp theo là bắt ông Lê Thanh Hải. Nếu ở nhiệm kỳ thứ 3 mà Nguyễn Phú Trọng không bắt được Lê Thanh Hải thì rõ ràng thành tích trong nhiệm kỳ trước đó trở nên nhợt nhạt. Nếu không làm được chuyện gì động trời thì người ta sẽ chê trách ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là bắt được những tay con tép riu, chứ không thể nào bắt được những con cá mập. Để bắt được Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng có 5 năm để làm điều đó. Nếu bắt càng sớm càng tốt, thì ông Trọng sẽ hạ được nhiều đối thủ hơn. Còn nếu không làm được điều đó, thì nói chung, ông Nguyễn Phú Trọng cũng tầm thường, chứ không có gì đặc biệt. Cũng có những nguồn tin cho rằng, đang chuẩn bị cho việc bố giáp bắt ông Lê Thanh Hải, mà ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu. Về việc sờ gáy ông Lê Thanh Hải thì cộng đồng mạng đã xôn xao mấy ngày nay. Được biết sau hội nghị Trung ương 2 khóa 13 thì báo Thanh Niên đã bắn một phát súng lệnh với bài viết: ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên bí thư thành ủy là chưa nghiêm minh, quyết liệt. Tuy nhiên sau phát súng lệnh đó là mọi việc vẫn diễn ra âm thầm bên trong. Phe liên minh giữa ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên đang giáo diết chuẩn bị để tấn công bắt được con cá mập bự Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, phía Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua cũng không phải đơn giản. Nếu bên bắt có liên minh, thì bên bị bắt cũng có liên minh. Nếu nói bắt Thất Thành Cang thì chỉ cần công an Thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì việc bắt Lê Thanh Hải ắt không phải đơn giản như vậy. Những sai phạm liên quan đến dự án Thủ Thiêm là vô cùng nghiêm trọng. Việc ông Lê Thanh Hải, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc cách chức nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị người dân chê là trò hề. Nhìn ở góc độ khác thì việc cách chức một chức mà ông Lê Thanh Hải đã không còn giữ nữa, nó thể hiện sự bế tắc của nhóm đốt lò. Hiện nay, nhiệm vụ của ông Nguyễn Phú Trọng là cần phải tìm cách giải quyết tình trạng đang bế tắc đó. Hậu Đại hội 13 là cơ hội rất lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông có thời gian, ông có quyền lực và ông có thêm nhiều người trợ giúp, đắc lực. Ông Nguyễn Văn Nên mà ông vẫn không làm gì được Lê Thanh Hải thì e rằng ông Trọng cũng khó mà lưu danh sử sách. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng thường cho réo tên Lê Thanh Hải. Hiện nay, người dân Việt Nam đang chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý quyết liệt hơn. Nếu bố giáp và bắt được Lê Thanh Hải thành công, thì có thể nói là đất nước bắt đầu khởi đầu tốt trong nhiệm kỳ mới thành công mỹ mãn. Nhà Lê Thanh Hải là cửa ngõ của nhà Nguyễn Tấn Dũng. Lê Thanh Hải là con cá mập lớn hơn con cá mập Đinh La Thăng mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng bắt giam vào năm 2017. Nếu từ nhà Đinh La Thăng ông Nguyễn Phú Trọng nhảy vào nhà Lê Thanh Hải được, thì điều đó cũng có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng có thể nhảy từ nhà Lê Thanh Hải vào nhà Nguyễn Tấn Dũng được. Và đó là lý do vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng phải hồi hộp theo sát tình hình bắt bớ Lê Thanh Hải. Vì trong chiến dịch bắt Lê Thanh Hải có hình ảnh chiến dịch bắt Nguyễn Tấn Dũng. Trong năm qua, mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã mất hết quyền lực, nhưng ông cũng đã nỗ lực rất lớn để giữ chiếc ghế ủy viên Trung ương Đảng cho cậu con trai của mình.
Sau đại hội lần thứ 13, Nguyễn Thanh Nghị được ở lại Trung ương Đảng là thành công nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Nguyễn Thanh Nghị và rớt đài Ủy viên Trung ương thì xem như sự nghiệp của gia tộc ở Gia Kiên, Kiên Giang cũng bị sụp đổ. Tham vọng của Nguyễn Tấn Dũng là sẽ đưa cậu con trai lớn Nguyễn Thanh Nghị lên chiếc ghế Phó Thủ tướng, rồi sau đó là ghế Thủ tướng nhờ trợ lực của Phạm Minh Chính. Khi đó có thể ông Phạm Minh Chính đã lên Tổng Bí thư. Tuy nhiên, để thực hiện dự án đó, ông Nguyễn Tấn Dũng phải thoát khỏi nanh vuốt mà Nguyễn Phú Trọng đã giăng ra trong 5 năm tới. Ông Nguyễn Phú Trọng có tính rất thủ dài, quyền lực trong tay ông Trọng còn đó và cái lò vẫn còn đó. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không cẩn thận thì rất có thể thời gian tới Nguyễn Thanh Nghị vẫn có thể bị kiểm điểm rồi bị loại ra khỏi Trung ương Đảng như bình thường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng đang ngóng tình hình nhà Lê Thanh Hải. Sau hàng loạt vụ bắt bớ và cho Đinh La Thăng và đại gia ngân hàng chẩm bê thì dư luận ngày càng cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đến trước cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên cho tới nay ông Trọng vẫn chưa tới được. Thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là thời kỳ nền kinh tế bị tàn phá chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Những dự án trọng điểm quốc gia, những quả đấm thép có nhiều bóng dáng cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu nói ông Lê Thanh Hải bị kết tội nặng nhất ở vụ án Thủ Thiêm thì ông Nguyễn Tấn Dũng có thể bị kết tội rất nhiều tội danh khác nhau. Sau hàng loạt vụ bắt bớ đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng cuối cùng cũng không bắt được ông Dũng. Điều đó chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng có quyền lực chưa đủ mạnh để quật ngã ông Dũng, chứ không phải là ông Trọng chưa đủ chứng cớ. Đấu đá tranh giành quyền lực là một trong những đặc trưng của chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đấu trường không liệt đó, các đấu sĩ vốn là những bậc thầy về mưu mô, thủ đoạn. Những cú đòn triệt hạ nhau giữa thế lực Nguyễn Phú Trọng với đàn em Nguyễn Tấn Dũng, cũng như họ là kẻ thù không đợi trời chung của nhau. Thực tế, càng về sau, Nguyễn Tấn Dũng càng mất quyền lực và càng bị động. Vậy nên, mỗi khi ông Trọng muốn động binh, thì với ai thì điều đó cũng có thể làm cho Nguyễn Tấn Dũng bất an. Khi quyền lực mất dần thì ai cũng sợ bị tấn công, điều đó là hiển nhiên. Và gia đình Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa yên tâm. Ông Nguyễn Phú Trọng không cho chịu về vườn và quyết ở lại chiếc ghế ít nhất 5 năm nữa, mặc dù điều lệ đảng chỉ được cho phép ông làm có 2 nhiệm kỳ. Và hiện nay ông đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là điểm rất xấu cho Nguyễn Tấn Dũng. Lộ trình thăng quan tiến chức cho Nguyễn Thanh Nghị lên chức Thủ tướng trong vòng 10 năm tới có nguy cơ bị gãy bởi kẻ cản đường có tên là Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói thì 5 năm tiếp theo là 5 năm tra tấn đối với cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Và hiện nay ông Dũng đang mong bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa có thể trụ vững trước Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu ông Trọng mà không thể vượt qua ngọn núi Hải Quân Đùa thì ông Trọng sẽ không phá được ông Dũng. Lúc đó có thể ông Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đại hội lần thứ 10, Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng các quả đấm thép và nhờ đó ông có sức mạnh của đồng tiền. Tuy nhiên, chính những quả đấm thép ấy lại là điểm yếu của ông Dũng mà bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn khui ra để khai thác những sai phạm và buộc tội ông Dũng. Đây là hình ảnh số phận của Nguyễn Thanh Nghị sẽ còn long đong nếu ông Trọng còn quyền lực. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền, ông Nguyễn Phú Trọng và lực lượng quyết tâm chống ông Dũng chỉ chiếm thiểu số, nên việc chống Nguyễn Tấn Dũng chỉ là gãi ngứa cho ông Dũng mà thôi. Mãi sau này, khi ông Trọng đốt cái lò lên, phải vô cùng khó khăn mới có thể từng bước lôi từng đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng biến thành củi. Và thành tích đáng nể nhất là lôi được Đinh La Thăng vào lò. Thực tế hiện nay cho thấy lò của ông Trọng đã mạnh hơn rất nhiều. Cụ thể là ông Trọng đã tống được Tất Thành Cang vào lò và giờ có thể sẽ tống thêm Lê Thanh Hải nữa. Thì việc tìm đến nhà Nguyễn Tấn Dũng hỏi thăm sức khỏe là trong tầm tay của ông Trọng. Ông Trọng đã mất 8 năm để giải được nước cờ hiểm của ông Dũng thì không lý do gì ông không giải nốt nước cờ khác. Mọi việc vẫn còn ở phía trước và số phận của Nguyễn Tấn Dũng cũng như con của ông vẫn còn có thể gặp nhiều may rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 với bản tin Cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đang theo dõi tình huống bắt Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa,
thời báo.de.